miền rừng muối nơi bờ tây Sri Lanka còn nắng từ rồi hái còn chiều ba sạ từ sông sal và chăm ngày sal chẳng tới hãy chia đây chỉ cá quạt rẽ xa sal phèm nắng nơi không luôn xem quạt chuôn rơ tới pù thằn vía máu rất quạt nè pù thằn nắng lươn đá về khắng nó bị chặt của bảy ban mà nó thằng này là chặt cù chúng cá bị lép tầng ấy cặp bơ thế na bị lép rúi chắc cặp bơ phủ thắn á sắp tới bị vuột cọt mấy bán cướp cặp bắt nơi đài à lư cọt thấy anh sông sal du vậy à lư pú mà rớt anh bởi anh giờ cặp bắt chặt pú nấy có bà hai chị ai cho ru đại mẹ nè đang ai bạn là lấy quạt sao mẹ chặt tham mấy chặt con là tăng ăn khné mà cua ta vô cũng bắt nó chặt chấp ơi pua nâng bị chư hay lén như rứa gò mạnh mà rứa gò trơ rẽ xa sầu mơ con rứa mũi nã ơi ô mình thò mình đà thế đi tăng chặt rẽ xa đôi mấy ông bà sợ nâng thấy là hơi chắc anh vừa bờ thao vòng đặt sờ về nó vừa đút cho mình xòm sao vậy ớ anh không đã xài dù hay nói cho à dạng hậu nát của anh miên sờ là không luôn này bởi vì mà chả mà ta đau ca thật than tăng chất một mùa mà sờ nó vừa đút rẽ xa còn vừa ấy đút bùa nó đút vô có đau cả hai về mình nhá có đau cả hai đôi giờ này hà ní với sắp tay mày chữ lìa luôn nâng tới bạch từ nè anh thì xong sờ nâng cài đọc phần năng á bà u thì bà dương tăng chất ở một mùa âm đó nè ngài có mời liền bà liền phó cô bà vậy phó cô liền đài tôi là mẹ tên nâng đi thay dương con miền sự thiệt chết là phải cùng bọn đòi sự cái đấy chết là không chết bật bật cọt tên á.